Chào mừng quý anh chị và các bạn. Đối với channel Hùng Xe Hơi thì trước mặt em đó là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy sang cấp màu đen. Thì trong video này thì em xin giới thiệu qua với anh chị chính sách bán hàng của đại lý Hyundai Bắc Ninh thời điểm cuối tháng 7 năm 2024. Có thể là sang tháng 8 tới thì chương trình giảm lệ phí trước bạ cũng được áp dụng thôi. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu qua một chút về Santa Fe cũng như là giá bán cho quý anh chị và những cái quà tặng và những cái màu xe để quý anh chị có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe trong phân khúc SUV hạng D, một chiếc xe vừa thời trang này, vừa khỏe khoắn này, mà thể thao và lại rất là nhiều công nghệ cho quý anh chị. Thì Santa Fe vẫn là một chiếc xe có doanh số bán tốt thời điểm 2021, 22 và 23. 2024 này thì do là tình hình kinh tế cho nên chiếc xe có thể là bán chậm hơn một chút, nhưng mà độ hot của nó trên thị trường thì vẫn thường xuyên được khách hàng lựa chọn là một chiếc xe gầm cao trong lúc SUV hạng D. Đó. Santa Fe thì sở hữu cụm đèn pha cốt, tất cả các phiên bản đều là đèn pha cốt full LED kiểu chiếu có bóng chiếu projector, cụm đèn định vị ban ngày chữ T cho thiết kế thể thao, cùng lưới tản nhiệt mạ chrome sáng này. Trên phiên bản cao cấp thì được trang bị thêm đó là hệ thống camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động SCC và mạ chrome ở dưới phần cản dưới cho quý hàng. Đến phần la răng thì trên phiên bản tiêu chuẩn thì kích thước la răng của xe là 18 inch, còn đây là phiên bản cao cấp thì là la răng 19 inch. Đó, trang bị cảm biến áp suất lốp cho tất cả các phiên bản này. Hệ thống gương chậu ngoài thì tích hợp chỉnh điện gập điện và có sấy. Phiên bản cao cấp thì có tích hợp cam 360 độ, những cái đường viền mạ chrome đó thì chỉ tích hợp trên phiên bản cao cấp thôi. Về phiên bản thì máy dầu máy xăng bên ngoài được thiết kế giống y hệt nhau thưa quý anh chị. Đó, tay nắm cửa của xe mạ chrome này, tích hợp đèn đổ từ xa, mở khóa thông minh. Cùng đến phần đuôi xe thì trên phiên bản cao cấp thì được trang bị hệ thống dẫn động thông minh hatchback của Hyundai. Thì cái hệ thống này thì nó sẽ nhận diện và tự động gài tỷ lệ cầu cho phù hợp với địa hình quý anh chị thường chạy trên đó. Các cái phần chi tiết mạ chrome này cũng chỉ trên phiên bản cao cấp mới có thôi thưa quý anh chị. Đấy, cam 360 độ trên phiên bản cao cấp, và đổi lại đó là cam lùi trên phiên bản tiêu chuẩn. Bản cao cấp thì sẽ có chữ premium ở bên dưới này. Đấy, phần cốp xe thì Santa Fe được trang bị với hệ thống hàng ghế thứ ba là gập phẳng 50-50, cho nên quý anh chị có một cái không gian rộng hơn khi mình gập hàng ghế thứ ba xuống để có thể là mang vác được rất là nhiều trang thiết bị cũng như là hành lý và những cái đồ tiện dụng để đi du lịch hoặc là đi picnic. Loa Harman Kardon thì được trang bị cho tất cả các phiên bản của xe. Loa Harman Kardon thì được tổng trang bị đó là 10 loa cho tất cả các phiên bản. Loa Harman Kardon nó là một cái loa thương hiệu Mỹ và có chất lượng tốt nhất của Hyundai cho thị trường Việt Nam hiện tại. Ví dụ như em nói ở trên Tucson thì là loa Bose thì chất lượng cũng là đàn em của loa Harman Kardon. Loa Bose thì được trang bị cho Tucson, Creta đó. Và trên Palisade nữa thì cũng được trang bị hệ thống loa Infinity, nó cũng là một cái chất lượng loa khá tốt, ngang bằng với cả Harman Kardon. Đến phần nội thất thì quý anh chị có thể thấy là xe được trang bị phần nội thất màu nâu. Đó, màu nâu cho tất cả các phiên bản. Nâu đen này, nâu đen rồi thì trần là màu xám. Khoan nói về nội thất thì em xin báo giá cho quý anh chị nhé. Chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng cao cấp này thì hiện tại bên em sẵn những màu dao như là màu đen, màu trắng. Chuẩn bị cách 250 mét giao nhau với đường cho người đi bộ. Và cái giá xe của bản xăng cao cấp này thì hiện tại có mức giá bán tối thiểu quy định của nhà máy là 1 tỷ 126. Thực ra thì cái giá này thì nó là cái giá để anh chị tham khảo thôi. Quý anh chị quan tâm thì xin lòng liên hệ trực tiếp qua số hotline để em có thể báo giá khuyến mại chính xác nhất. Và em không được công bố giá khuyến mại vì nó vi phạm giá bán tối thiểu. Còn phiên bản Santa Fe máy dầu thì hiện tại cái giá bán tối thiểu là 1 tỷ 184, nhưng mà giá này thì bên em vẫn có thể là cân đối hỗ trợ thêm cho khách được.
đó. Và phần nội thất thì trên phiên bản cao cấp thì sẽ có tính năng như là nhiều ghế này, hai vị trí, rồi các cái hệ thống Hyundai Smart Sense. Hệ thống Hyundai Smart Sense đây thì chúng ta sẽ có những cái công nghệ như là cam 360 độ, rồi hệ thống kiểm soát hành trình chủ động SCC, gương chống chói tự động SCM này, hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi, cảnh báo người hàng ghế sau ROA, cảnh báo phòng tránh va chạm người đi bộ phía trước, khóa an toàn thông minh, phanh hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, đèn pha tự động thích ứng AHB, hỗ trợ giữ làn đường và hiển thị đèn mù trên màn hình, vân vân. Đó, hệ thống túi khí của xe thì cũng được trang bị 6 túi nhá, chủ yếu Hyundai là 6 túi thôi, thưa quý anh chị. Hai chiếc màn hình. Ở đây chúng ta sẽ có màn hình giải trí và màn hình đa thông tin đấy thì là màn hình 12,3 inch và màn hình giải trí đây. Chúng ta sẽ có màn hình giải trí 10,5 inch thôi. Điều hòa tự động hai vùng độc lập cho tất cả các phiên bản này. Các cái chế độ lái thì trên chế độ lái của bản cao cấp thì sẽ có 4 chế độ. Sạc không dây được trang bị cho tất cả phiên bản. Rồi cần số nút bấm cũng cho tất cả các phiên bản luôn, thưa quý anh chị. Đó, thông gió và thông gió sưởi ấm và làm mát ghế thì cho phiên bản cao cấp thôi. Đó. Quà tặng phụ kiện thì bên em có tặng cho quý anh chị. Đó là phim kính nhiệt, trải sàn da bọc vũ lăng, phim thì dán tất cả kính, bảo hành cho anh quý anh chị 10 năm. Phim đó là phim New Sun của Mỹ, thưa quý anh chị nhé. Đây, đến hàng ghế thứ hai thì Santa Fe cũng được trang bị với hàng ghế thứ hai với không gian ngồi rất là rộng. Đó, anh chị cao 1m8 thì dưới 1m85 ngồi vẫn rất là thoải mái nhé. Độ ngả lưng ghế tốt, có thể điều chỉnh được. Là hàng ghế thứ hai thì có cửa gió điều hòa và có những cái cổng sạc kèm theo những cái hộc để đồ rất là tiện lợi. Đó, cửa sổ trời toàn cảnh panorama thì được trang bị cho bản cao cấp thôi. Thì em xin phép là khép lại video tại đây. Thì quý anh chị quan tâm đến Hyundai Santa Fe, phiên bản máy xăng, máy dầu, máy xăng cao cấp và dầu cấp, bọn em đều có hàng và sẽ có những cái chính sách ưu đãi tốt nhất cho quý anh chị, giá cả cạnh tranh và tư vấn tận tình. Quý anh chị quan tâm thì xin lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo ạ.